Tôi xin chào giả của VTV. Sau xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay ngày thứ hai 28 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, cuộc thương thuyết bắt đầu giữa Nga và Ukraine để tìm cách ngừng bắn tại đây Sẽ được tổ chức sáng ngày hôm nay tại thành phố Gomez ở bên Belarus gần biên giới với Ukraine đã kết thúc sau 5 giờ đồng hồ thương thuyết và hai bên cho biết là chưa có kết quả và hai bên sẽ quay trở lại thủ đô của mình để mà lấy cố vấn của các nhà lãnh đạo hai bên đó là ông Vladimir Putin tổng thống của Nga và ông Volodymyr Zelensky tổng thống của Ukraine đó là cái bản thông cáo chung của hai bên cho biết như vậy và người ta sẽ còn chờ đợi xem như thế nào trong khi đó thì thưa quý vị tình hình ở tại chính sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn có nghĩa là vừa đánh vừa đàm và tin cho biết là quân đội Nga tiếp tục nã pháo vào thành phố lớn thứ hai ở đây, đó là thành phố Kharkiv. Và làm rung chuyển một số cái khu xóm và làm cho cái một số nơi phải đóng cửa. Còn tại thủ đô của Kiev, thủ đô Kiev của Ukraine thì quân đội Nga đã tiến còn có cách 17 mai, bây giờ có hàng trăm chiếc xe tăng và các các xe khác đang đậu ở bên ngoài cách thủ đô khoảng 17 km, à, xin lỗi quý vị 17 dặm và tổng thống Zelensky nói rằng tôi tin rằng uh, Nga đang gây áp lực uh, đối với uh, Ukraine bằng một phương pháp rất là đơn giản đó là bao vây thủ đô Kiev ép đó là cái tình hình mà uh, đàm phán và quân sự uh, liên quan đến chuyện là Nga và Ukraine và trong cái đó thì có cả hàng ngàn người cũng à, lánh nạn bỏ trốn đi à, rời Ukraine. Cho đến giờ thì Liên Hợp quốc ước tính khoảng cơ hơn 100.000 người đã rời Ukraine để đi qua bên Ba Lan. Nhưng mà ngược lại có khoảng 22.000 người trong những ngày qua là dân à, Ukraine ở nước ngoài họ đã đổ về à, Ukraine qua cái ngã biên giới của Ba Lan. À, tính từ hôm thứ năm tới giờ là tổng cộng là 22.000 người đó là theo như giới chức biên giới của Ba Lan cho biết như vậy những người này họ trở về để chiến đấu uh, cho uh, đất nước đó là theo lời họ nói như vậy uh, một người uh, trong cái nhóm 20 người lái xe tải Ukraine uh, đi qua cái uh, trạm ở biên giới thì nói là chúng tôi phải bảo vệ tổ quốc chúng tôi nếu chúng tôi không bảo vệ thì ai bảo vệ bây giờ đó là theo họ nói như vậy và những người này sống ở khắp châu Âu bây giờ đang trở về Ukraine để mà chiến đấu, rồi à, thành phần à, chiến đấu ở trong nước thì sao? thì thưa quý vị ngày hôm nay một bộ trưởng của Ukraine cho biết là cái cuộc xâm lăng của Nga cho đến giờ phút này có khoảng 4.300 lính Nga chết đó là theo lời của ông à, của bà Hana Malia là thứ trưởng quốc phòng của Ukraine cho biết như vậy. À, Tuy nhiên con số này thì còn chưa có được xác định đó. Bà chỉ nói trên Facebook và cho biết như vậy là ở trong số bị tiêu diệt này của Nga có khoảng 146 xe tăng, 27 máy bay và 26 trực thăng. Đó là theo thứ trưởng quốc phòng của Ukraine cho biết. Tuy nhiên con số này thì chưa được xác định. Trong khi đó thì để giảm bớt tình hình căng thẳng thì điện élysée tức là dinh của tổng thống pháp cho biết là sáng ngày hôm nay ông tổng thống emmanuel macron của pháp đã có cuộc điện đàm với lại tổng thống vladimir putin của nga và ông macron yêu cầu tạm ngừng ờ, trong cái cuộc điện đàm này thì yêu cầu ông putin là ngừng không được pháo kích vào những khu vực dân sự ở ukraine thứ hai nữa là đừng có phá những cái gọi là phá hủy những cái hệ thống hạ tầng cơ sở đó và thứ ba là phải cung cấp đặc biệt là những cái cái chỗ mà cái con đường quan trọng mà để cho người dân người ta chạy thoát đặc biệt là ở phía nam thành phố kiev đó là theo lời văn phòng tổng thống pháp nói như thế và văn phòng tổng thống pháp cho biết là tổng thống putin xác nhận và ông sẵn sàng làm theo đúng ba cái yêu cầu này của bên phía pháp còn ông có làm hay không thì chúng ta chưa biết nhưng mà đó là theo cái văn phòng của tổng thống pháp cho biết là như vậy rồi trong cái uh, gọi là nỗ lực mà gọi là cô lập và trừng phạt Nga cho các hành động xâm lăng vào Ukraine thì sáng ngày hôm nay Singapore là cái nước mới nhất tham gia vào chương trình này. Họ nói là họ sẽ coi như là đương nhiên đơn phương uh, trừng phạt uh, Nga về cái những cái chuyện mà ở tại Ukraine. Đó là theo lời ông Bộ trưởng ngoại giao của Singapore là ông Vivian Balakrishnan nói sáng nay với lại báo giới ông nói rằng là Singapore sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả cho những cái trừng phạt này nhưng đó là cái điều chúng ta phải đứng lên để bảo vệ cái nguyên tắc của chúng ta thì Singapore là cái nước nhỏ nó cỡ như thành phố thôi chỉ độ 5 triệu dân nhưng mà họ ở ở mãi đông nam á nhưng mà cái đây là cái có thể nói là nước đông nam á đầu tiên mà tham gia vào vấn đề mà trừng phạt nga uh, trong cái vụ mà xâm lăng ukraine rồi một chuyện nữa là thưa quý vị, à, bà Bộ trưởng Nội vụ của Anh là bà Priti Patel à, hôm nay nói với nghị viện của Anh là bà sẽ đề nghị Interpol tức là lực lượng cảnh sát quốc tế sẽ ngưng không à, coi như phối hợp với lại bên nga nữa trong lúc nga xâm lăng à, ở Ukraine. Cả lý do bà cho rằng là những cái đây là một cái tổ chức à, coi như là cảnh sát quốc tế họ chia sẻ tin tức tình báo tội phạm các thứ lẫn nhau mà nếu bây giờ mà bên phía nga mà nắm được những cái thông tin này thì cái đó sẽ không có lợi cho người dân ukraine cho nên bà nói bà nước anh sẽ đi đầu trong việc yêu cầu interpol tức là cảnh sát quốc tế tạm ngưng không chia sẻ không hợp tác có nghĩa là không chia sẻ thông tin ở tình báo về an ninh cho um, bên nga nữa cũng trong cái chương trình mà gọi là trừng phạt uh, nga thì chúng ta biết là hôm trước đã có uh, gọi là À, cái trận bóng à, chung kết cúp C1 ở Châu Âu lẽ sẽ được rời ra khỏi Saint Petersburg rồi. Trước có đưa tin quý vị. rồi cái giải đua xe và Formula One sự chủ tổ chức ở tại Sochi cũng sẽ bị à, hủy bỏ không có tổ chức ở đó. Chưa biết tổ chức ở đâu. À, rồi à, hai đội tuyển Ba Lan và Thụy Điển cũng cho biết là họ sẽ không đấu với Nga trong trận vòng loại của à, FIFA. Rồi FIFA bây giờ cũng là cấm tất cả các trận đấu ở tại ở, của Nga ở tại Nga đó và sáng ngày hôm nay thì thêm cái ủy ban thế vận quốc tế họ cũng đã họp và họ đã cấm một số uh, vận động viên của nga và belarus uh, tham dự uh, những cái uh, cuộc tranh tài này bao gồm cụ luôn cả bóng đá và khúc côn cầu trên băng thì tại sao belarus trong này với anh belarus là các anh chư hầu của nga hiện nay thì ông tổng thống Lukashenko là coi như một cánh tay mặt của ông putin và mới đây belarus thì lại cho cái là quân đội nga chiếm đóng để mà tấn công vào ukraine cái thứ hai là bây giờ belarus ngày hôm nay là họ có thể là họ chuẩn thuận quốc hội sẽ chuẩn thuận cái chuyện là cho liên xô so, uh, cho nga uh, coi như triển khai một số vũ khí nguyên tử ở trên cái đất của mình thành ra đó là những cái mà thế giới người ta lo ngại thành ra bây giờ cái, cái sắp tới đây là cái thế vận hội của những người khuyết tật sẽ được diễn ra trong tháng 3 này phái đoàn nga sẽ không được tham dự có nghĩa là Nga năm nay là tham dự cái thế vận hội mùa đông là không được mang tên Nga, không được mang cái tên Nga mà mang tên của thế vận hội bởi vì họ bị cấm vì sử dụng cái thuốc kích thích. Bây giờ vấn đề Ukraine thì họ cũng bị cấm chơi những cái môn thể thao mà theo cái đề nghị của uh, gọi là Ủy hội Thế vận hội quốc tế. Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.